IOTA, chạm lẻ kết nối, tiện ích đa dịch vụ từ Z-Mobile, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Việt Nam Idol trở lại sau 7 năm, đã phát sóng tập đầu tiên từ ngày 8 tháng 7 năm 2023. Thần tượng âm nhạc Việt Nam đã nhận được sự quan tâm và yêu mến của quý vị khán giả, minh chứng qua các con số ấn tượng, giữ vững vị trí là chương trình giải trí khung giờ vàng có tỷ lệ người xem cao nhất trên VTV3, đạt được 2 tỷ view trên tất cả các nền tảng mạng xã hội và liên tục lọt top thịnh hành trên mạng xã hội. Trong đó, top 5 thí sinh tiến vào đêm chung kết của Việt Nam Idol đạt gần 200 triệu lượt view trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, với Hà An Huy đạt gần 55 triệu view, Hà Minh 30 triệu view, Lâm Phúc 30 triệu view, Xuân Định KY 30 triệu view, Thanh Thảo, Muội hơn 50 triệu view. Hơn 5.000 là con số hồ sơ đăng ký tham gia casting. Trải qua những tuyển chọn đầy cam go, thử thách, Việt Nam Idol đã may mắn có được những gương mặt trẻ tiềm năng cho ngôi vị quán quân của chương trình. Với những đội mới trong lần trở lại này, Việt Nam Idol không chỉ gói gọn trong một phạm vi nhất định, mà còn được tổ chức tại Phú Quốc, với những cuộc chiến gây cấn tại vòng nhà hát và đêm nhạc thần tượng, đã để lại dấu ấn không thể quên. Top 10 của chúng ta, những ứng cử viên xuất sắc nhất đã xuất hiện và đã bùng nổ hết mình cho những vòng live show truyền hình trực tiếp. Để có được những thành quả đó, chúng tôi, những người thực hiện chương trình, luôn biết ơn sự đồng hành từ đội ngũ tuyệt vời với sự chuyên nghiệp và tận tâm. Giám đốc sáng tạo Bên Phạm, giám đốc gian dựng Bá Thành Nguyễn, stylist Đoan Vạn Phúc, cố vấn âm nhạc Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc, giám đốc âm nhạc Đi Táp, bên nhạc Quân Nguyễn, và cuối cùng là bộ ba ban giám khảo của chúng ta, những người luôn công tâm và uy tín, luôn đưa ra những nhận xét xác đáng nhất. Giám khảo Mỹ Tâm, giám khảo Huy Tuấn, giám khảo Quang Dũng. Trải qua 6 vòng live show với 6 chủ đề đầy màu sắc và bùng nổ: đêm nhạc Colorful khởi đầu mới, đêm nhạc Năm Sinh và những khoảnh khắc đáng nhớ, đêm nhạc Nét Dân Gian, đêm nhạc The Remix hòa âm ánh sáng, đêm nhạc những ca khúc hit của thần tượng Mỹ Tâm, đêm nhạc những bài hát lựa chọn từ ban giám khảo. Top 5 xuất sắc tiến vào vòng chung kết Việt Nam Idol năm 2023 đã lộ diện. Vậy đêm nay, hãy cùng chúng tôi tìm ra quán quân của thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Quán quân của chương trình sẽ nhận được ưu tiên ký kết độc quyền với công ty quản lý Việt Nam Idol thế hệ mới, được đầu tư các sản phẩm âm nhạc trị giá 3 tỷ đồng, một TV OLED trị giá 42.900.000 từ nhà tài trợ giải thưởng Casper, 2 voucher du lịch cho dòng tour cao cấp tổng trị giá 100 triệu đồng đến từ tập đoàn Việt Travel, bộ sản phẩm gia dụng nhà và bếp cao cấp tổng trị giá 120 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Sunhow. 2. Á quân, mỗi người sẽ nhận được ưu tiên ký kết độc quyền với công ty quản lý Việt Nam Idol thế hệ mới, được đầu tư các sản phẩm âm nhạc trị giá 2 tỷ đồng, 2 voucher du lịch cho dòng tour cao cấp tổng giá trị 65 triệu đồng đến từ tập đoàn Việt Travel, một máy giặt cửa ngang EcoWatch trị giá 6.990.000 đồng từ nhà tài trợ giải thưởng Casper Việt Nam. Ngoài ra, top 5 thí sinh Việt Nam Idol mỗi người sẽ nhận được chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí Corona Phú Quốc trị giá 20 triệu đồng từ nhà tài trợ Corona Phú Quốc, một máy lọc nước RO Ultra Pure Sunhow trị giá 15 triệu đồng từ nhà tài trợ Sunhow. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với đêm chung kết chương trình Việt Nam Idol, thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Đức Bảo, host của Việt Nam Idol, xin được trân trọng chào mừng tất cả quý vị. Như vậy là chặng hành trình của Việt Nam Idol đang đi đến những khoảnh khắc cuối cùng rồi. Và có lẽ là chúng ta, tất cả quý vị khán giả đã cùng với chúng tôi có một mùa Việt Nam Idol thành công ngoài sức tưởng tượng. Và có rất nhiều những cảm xúc lúc này
không chỉ từ những người trong ekip mà chắc chắn với tất cả những khán giả đã yêu mến, đồng hành và ủng hộ Vietnam Idol trong cả quá trình này. Một cảm giác bâng khuâng, nuối tiếc vì sắp phải nói lời chào tạm biệt với một người bạn thân, nhưng đồng thời cũng là sự háo hức và hồi hộp xem ai sẽ là quán quân của Vietnam Idol năm nay. Đúng như vậy, ngày hôm nay top 5 sẽ tranh tài để xem ai là người sẽ chạm tới ngôi vị cao nhất của Vietnam Idol mùa này. Hãy cùng chờ xem cái tên nào sẽ được gọi lên vào những giây phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Vì vậy quý vị, đừng chuyển kênh và đừng rời mắt khỏi kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và chắc chắn, ở khoảnh khắc mà Vietnam Idol sắp nói lời chào tạm biệt thì có thật nhiều lời cảm ơn mà chúng tôi muốn nói đến. Đầu tiên xin được cảm ơn ban nhạc Quân Nguyễn đã luôn đồng hành và giúp cho các thí sinh có những màn trình diễn trọn vẹn. Cảm ơn tổng đạo diễn Nguyễn Hữu Thanh đã chỉ đạo xuất sắc trong tất cả những số lên sóng của Vietnam Idol. Và đương nhiên, lời cảm ơn tiếp theo xin được dành cho những vị giám khảo của Vietnam Idol đã luôn sát cánh và giúp cho các thí sinh trở nên là một phiên bản tốt hơn qua mỗi tuần thi đấu. Hãy cùng chào đón các giám khảo của Vietnam Idol. Hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để chào đón nhạc sĩ Huy Tuấn, giám khảo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và giám khảo ca sĩ Mỹ Tâm. Tiếp tục những tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Những vị giám khảo của chúng ta cũng có những bộ cánh vô cùng xinh đẹp cho đêm chung kết ngày hôm nay. Visual của các giám khảo, visual của Vietnam Idol, giám khảo Mỹ Tâm. Ngày hôm nay, giám khảo Mỹ Tâm mong chờ điều gì và liệu chúng ta có được kỳ vọng một điều bất ngờ tới từ chính giám khảo ca sĩ Mỹ Tâm không ạ? Bất ngờ từ Tâm hả? Ô, thật ra thì có, Tâm có mang quà đến cho khán giả. Điều Tâm mong chờ nhất là có được những màn trình diễn là xuất sắc của các thí sinh, và mong chờ hơn nữa là sẽ cống hiến được cho khán giả của chúng ta, của Vietnam Idol có những màn trình diễn xuất sắc để khán giả sẽ luôn luôn nhớ đến thí sinh, cũng nhớ đến chương trình Vietnam Idol. Cảm ơn mọi người. Đó là những chia sẻ của giám khảo Mỹ Tâm. Còn người đứng bên cạnh tôi là giám khảo Huy Tuấn. Hôm nay anh đã khoác lên mình một chiếc áo vest rất là nghiêm túc. Và đồng thời có một điều khác biệt mọi người có thể nhận ra ngay, đó là không có chiếc mũ nào. Đã thấy một cái tinh thần có thể nói ra là rất chiến ạ. Ngoài ra anh còn muốn nói điều gì với khán giả cũng như là các thí sinh của chúng tôi? Thì như các bạn cũng biết là tôi đang chuẩn bị rất là nhiều điều đặc biệt cho ngày hôm nay. Khoác một chiếc áo mà tôi chưa từng khoác trong Idol năm nay, cởi chiếc mũ mình ra. Bởi vì đêm nay không chỉ là một đêm đặc biệt của Vietnam Idol 2023 mà tôi nghĩ rằng các thí sinh của chúng tôi, một lứa thí sinh, một thế hệ ca sĩ trẻ cũng rất là đặc biệt. Và tôi rất là mong là các quý vị khán giả ngồi ở nhà hãy tiếp tục bình chọn cho những cái thí sinh mà mình yêu thích. Xin được cảm ơn giám khảo Huy Tuấn ạ. Và cuối cùng đã đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, người rất là bận rộn trong những ngày này nhưng mà chưa bao giờ thấy anh bỏ rơi nhiệm vụ làm giám khảo Vietnam Idol, luôn hết lòng với các thí sinh. Vậy anh có điều nào muốn dành cho top 5 của chúng ta trong giờ phút này ạ? Thật ra đâu có bỏ được, có hợp đồng rồi. Nói giỡn thôi, tại vì thật ra đây là công việc và thật ra là cái chương trình Vietnam Idol là một chương trình mình rất là yêu quý. Cho nên đó là lý do mà như mình với anh Tuấn là như làm 6 mùa anh nha. Anh Tuấn thì có vai trò giám đốc âm nhạc. Thì với mình nghĩ đây là một trong những cái mùa hay nhất của Vietnam Idol. Mình nghĩ top 10 năm nay là sẽ đa phần các bạn sẽ có một cái vị trí trong nghề trong tương lai, giống như cái mùa 3 mùa của Quyền Linh vậy đó. Vâng, xin được cảm ơn các giám khảo và chắc chắn là cả ba anh chị đều sẽ có một tâm thế là những người yêu nhạc, muốn được thưởng thức những tiết mục thật là xuất sắc trên sân khấu. Xin mời, sẽ trở về với vị trí của các giám khảo. Và bây giờ Đức Bảo cũng xin được gửi lời cảm ơn tiếp theo tới tất cả các khán giả đang có mặt tại sân khấu của đêm chung kết Vietnam Idol, cũng như đặc biệt là những khán giả gia đình của các thí sinh ạ. Hãy cùng chào đón họ tại sân khấu của chương trình. Xin chào gia đình của Xuân Đình KY.
Hà Minh, Lâm Phúc, Thanh Thảo Muội, Hà An Huy. Thưa quý vị khán giả, ngay bây giờ xin được trân trọng thông báo tổng đài bình chọn đã chính thức đóng lại. Và như vậy chúng ta đã nhận được tất cả những sự bình chọn của quý vị khán giả trong một tuần vừa qua, từ 24 giờ thứ bảy tuần trước đến 21 giờ ngày hôm nay. Kết quả này sẽ phản ánh ở điều gì? Đó chính là chúng tôi sẽ công bố top 3 thí sinh Việt Nam Idol. Và ngay ở thời điểm thông báo top 3, 3 thí sinh xuất sắc nhất, thì tổng đài bình chọn cũng sẽ được mở ra để quý vị ngay lập tức sẵn sàng với chiếc điện thoại trên tay bình chọn cho thí sinh mà mình yêu mến nhất, xứng đáng trở thành quán quân của Việt Nam Idol. Đừng quên một nhiệm vụ rất quan trọng và cũng là quyền lực tối cao dành cho các quý vị khán giả nhé. Và thưa quý vị, sau 7 năm Idol trở lại với sóng truyền hình Việt Nam, trở lại với rất nhiều những tài năng âm nhạc, thì chúng tôi đã đón nhận được vô vàn những tình cảm, sự yêu mến của quý vị khán giả và của rất nhiều những cá nhân khác nhau. Xin được gửi lời cảm ơn tới các khán giả đã đồng hành và bình chọn cho các thí sinh của chúng tôi. Xin được cảm ơn Hội đồng Cố vấn, Ban giám khảo đã đồng hành cùng chương trình từ vòng sơ tuyển đến nay. Cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho các thí sinh được sử dụng các khúc của họ trong chương trình. Cảm ơn quý báo chí truyền thông đã quan tâm và đưa tin cho chương trình. Và đặc biệt hơn cả, xin được gửi lời cảm ơn tới hàng ngàn thí sinh đã tham dự vòng sơ tuyển của Vietnam Idol tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn top 60, các bạn top 31, top 15 và top 10 đã cùng chúng tôi tạo nên một mùa Vietnam Idol vô cùng thành công. Và ngay bây giờ, để thay cho những lời tri ân, sẽ là một món quà đặc biệt tới từ các thí sinh ở top 10 Vietnam Idol dừng chân trước đêm chung kết ngày hôm nay. Họ sẽ quay trở lại với sân khấu của thần tượng Việt Nam Idol thế hệ mới với một ca khúc đặc biệt. Hãy cùng chào đón Vũ Hiền Helen, Lam Môn Diễm Hằng, Pia Linh, Annie Thu Thủy và Lê Khoa. Cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào đến mối tình đầu, một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết. Em như bông hoa mặt trời có nụ cười đốt cháy lòng người, có lẽ em là thanh xuân của tôi. Từ ngày mai tôi phải đi, hẹn gặp em trong một khi khác, kỷ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim. Này người ơi em đừng quên, lần đầu tiên ta bước đến, mình đã chìm vào vùng trời yêu thương. Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Thay người mà
Chào mừng những chàng trai cô gái tuyệt vời của Top 10 Việt Nam Idol. Thật là dễ thương và thật là nhiều những cảm xúc bồi hồi khi được gặp lại các bạn. Và có lẽ là người gần nhất nói lời chia tay với chúng ta ở tuần trước thôi, đó chính là Vũ Hiền Helen. Anh xin được hỏi em, đại diện cho tất cả những thí sinh top 10 của chúng ta quay trở lại đây lúc này, chắc các bạn cũng có rất là nhiều những cảm xúc, nhưng cũng là một cơ hội thật là tuyệt vời thì được một lần nữa gặp lại quý vị khán giả. Có điều gì em muốn nói với họ không? Vâng ạ, thay mặt tất cả các bạn thí sinh ở đây thì cho phép em gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả khán giả đã luôn luôn ủng hộ tất cả thí sinh chúng em cũng như chương trình. Và em muốn dành một lời chúc rất là đặc biệt đến top 5 các bạn thí sinh. Hay là hy vọng là các bạn hãy tự tin và bùng nổ hết mình trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại những gương mặt tài năng này trong những sản phẩm, những con đường âm nhạc riêng của mình. Chúc các bạn thật nhiều sự thành công nhé. Và thưa quý vị khán giả, ngay sau đây sẽ là những phần dự thi của top 5 Việt Nam Idol. Nhưng chúng tôi cũng muốn quý vị sẽ có một phút giây nghỉ giải lao để chuẩn bị cổ vũ cho những thí sinh mà mình yêu mến. Việt Nam Idol sẽ trở lại ngay. Chào mừng quý vị khán giả trở lại với Việt Nam Idol. Và lúc này đây Đức Bảo đang có mặt ở khu vực hậu trường của chương trình. Và sau những giờ phút giải lao, hy vọng rằng là quý vị đã sẵn sàng để cổ vũ và gọi tên thật to thí sinh mà quý vị yêu mến. Và đứng cạnh tôi chính là top 5 của Việt Nam Idol: Hà An Huy, Thanh Thảo Muội, Lâm Phúc, Hà Minh và Xuân Định KY. Chắc chắn không ai hồi hộp hơn các em vào lúc này. Nhưng mà anh vẫn muốn các em hãy bỏ qua tất cả những áp lực, những sự lo lắng đi. Chúng ta chỉ còn những màn trình diễn để chiêu đãi và chinh phục quý vị khán giả một lần nữa. Vậy anh Đức Bảo cũng như quý vị khán giả có thể nghe một câu quyết tâm của các em được không? Sẵn sàng không? 1, 2, 3. Yeah! Tôi nghĩ rằng là các thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Vậy thì ai sẽ là người bước vào phần dự thi đầu tiên đây? Đó chính là chàng trai có mái tóc rất là bốc lửa, bộ trang phục cũng rất là, có thể nói là mang tới một không khí lễ hội. Đó chính là Xuân Định KY. Hãy cùng xem chàng trai xứ Huế sẽ mang tới điều gì đặc biệt nhá. Hãy cổ vũ cho Xuân Định KY. Đây là một giấc mơ khi vinh dự là một trong năm thí sinh xuất sắc nhất của chương trình. Những hoài bão mà bao năm qua mình ấp ủ thì nay đã có cơ hội để thực hiện. Hành trình lần này với mình mang một ý nghĩa rất lớn và mình thực may mắn khi đã được mọi người yêu thương và đón nhận. Và ngay lúc này, Đình sẽ đến với cánh cửa của đêm chung kết. Mong rằng hành trình Việt Nam Idol của mình sẽ rực rỡ và tỏa sáng nhất trong hôm nay. Mọi người đã sẵn sàng để chạy cùng Xuân Định KY chứ nha? Vậy thì đếm cùng Đình nha. 3, 2, 1. Đi cùng nhau, bỏ lại đằng sau bao suy tư đang biến trong đầu, những niềm đau chưa thể khâu. Bạn đừng khóc, tôi sẽ đến lâu. Vai kề vai, tay chặt tay, vững bước trên đường dài. Có thể đúng và có thể sai, ta vẫn đi và không dừng lại. Ngồi trên nóc tòa nhà cùng nhìn ra, thanh âm phát ra loa thật giòn ra. Và dòng bão mưa dòng sẽ vội qua, niềm tin cháy trong tim thành sắt đá. Nếu là mây ta chỉ gom gió thành mưa, nếu là mưa ta muốn tưới mát nhân gian. Không thở than, quên mưu cầu, đi cùng nhau tìm ra phép nhiệm màu. Không gì khó, chỉ cần bên nhau là xong. Không kể công sẽ những thứ ta để mong. Có chỉ ngược vào trong thì ta đã cho đi một cách thật lòng. Xách ba lô và đi, nhìn thật xa về nơi phía cuối con đường. Không lo ngày mai, bao khó khăn ta qua dấu cuộc đời này, dòng bao la ngày mai sẽ có thôi mà. Bao mê mù răng dòng níu chân ta bước ra trên con đường dài. Chào mừng tất cả mọi người đến với đêm chung kết của Việt Nam Idol 2023. Và đây là Xuân Định KY. Yeah. Vinh quang phía trước sắp gần kề rồi, dù thắng hay thua không phải thiệt thòi. Quan trọng là ta đã có trời, không nói hết bằng lời vang những thơ một đời. Hãy nhau thì đưa bàn tay lên cao, chúng ta cùng phóng lên những vì sao. Kinh qua những giấc mơ từng chiếm bao.
vẫn luôn là một Xuân Đình đầy năng lượng và sự kết nối với quý vị khán giả. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa cho Xuân Đình và Vũ Đoàn NK. Quả là hình ảnh của một ngôi sao ca nhạc đang ở rất gần với Xuân Đình KY của chúng ta rồi ạ. Và liên tục sẽ là những phần dự thi của các thí sinh trong top 5. Tiếp theo sẽ là cô gái Hà Minh. Hà Minh tiếp tục đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, nói về nỗi niềm của những người làm nghệ thuật dưới ánh đèn của sân khấu. Và không biết là Hà Minh sẽ truyền tải những cảm xúc như thế nào khi cô đang đứng trước một cánh cửa rất lớn của cơ hội chinh phục quý vị khán giả. Hãy cùng cổ vũ cho Nguyễn Hà Minh. Đến với đêm chung kết của Việt Nam Idol giống như một giấc mơ lớn mà Hà Minh chưa bao giờ mường tượng ra mình có thể làm được. Trải qua từng vòng thi đã tạo nên một Hà Minh trưởng thành hơn, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, chạm đến những rung động tinh tế của thanh âm và mang đến cho khán giả những hơi thở mới trong từng ca khúc mà mình thể hiện là điều mà Hà Minh vô cùng tự hào trong chuyến hành trình Việt Nam Idol lần này. Và trong đêm nay, ngay tại khoảnh khắc này, Hà Minh sẽ quay trở lại với chính sự mộc mạc lúc ban đầu của mình trong một phiên bản hoàn thiện hơn để kết thúc một chương thật đẹp tại Việt Nam Idol, thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới, và mở ra cánh cổng tiếp theo cho đam mê âm nhạc của mình. Mong mọi người hãy ủng hộ cho Hà Minh thật nhiều nha!
khi ánh đèn sân khấu tắt đi, tôi lại về tôi trong nghĩ xoay. Dưới ánh đèn sân khấu Hà Minh chắc chắn rất là xúc động, và có cả những khán giả cũng đã rơi nước mắt với màn trình diễn của em. Chúc mừng Hà Minh và chúc mừng cả tác giả, nhạc sĩ Hứa Kim Tiền chắc chắn cũng đang rất hạnh phúc với màn trình diễn vừa rồi. Chúc mừng Hà Minh. Và ngay bây giờ sẽ là thành viên tiếp theo của Top 5 Việt Nam Idol, Hoàng tử Ballad Lâm Phúc. Chắc chắn đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời, một lần nữa chúng ta thấy được vì sao chàng trai này có mặt tại top 5 và là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân của Việt Nam Idol. Tuần này, Lâm Phúc sẽ làm gì với sở trường của mình, hay sẽ mang tới một điều bất ngờ đây? Hãy cùng cổ vũ cho Nguyễn Lâm Phúc! Hành trình thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới đã dần đến hồi kết. Nhìn lại một chặng đường dài đã qua, Phúc trân quý từng con người, từng khoảnh khắc đã đến với mình tại ngôi nhà Việt Nam Idol. Phúc cảm ơn vì bản thân đã không bỏ cuộc cho những thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua. Phúc biết ơn những lời nhận xét, góp ý, chỉ dạy từ ban giám khảo, cố vấn và giám đốc âm nhạc, và hơn hết là biết ơn những tình cảm nhiệt thành từ gia đình và quý vị khán giả. Đêm nay sẽ trở thành một kỷ niệm không thể nào quên trong chặng đường thanh xuân của chàng trai Lâm Phúc 19 tuổi. Phúc sẽ cháy hết mình với tất cả những gì mình có, sẽ là một phiên bản hoàn thiện hơn, tự tin hơn so với chính mình ở điểm khởi đầu. Phúc hứa bản thân sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực. Vậy nên, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục yêu thương và tiếp thêm động lực cho Phúc, không chỉ tại Việt Nam Idol mà cả trên hành trình dài sắp tới nhé. Anh vẫn sẽ lặng lẽ
Có lẽ lại phải nói lại điều này một lần nữa, nhưng cá nhân anh lại nghĩ rằng đây mới chính là ca khúc thành công nhất của Lâm Phúc kể từ khi tham gia Vietnam Idol đến giờ phút này. Thật sự vô cùng thuyết phục. Và chúng tôi rất tự hào với Lâm Phúc cũng như tất cả các thí sinh của top 5 Vietnam Idol. Chúc mừng em! Thí sinh tiếp theo sẽ bước lên sân khấu của đêm chung kết Vietnam Idol là một cô gái đã trải qua rất nhiều những chông gai để có mặt tại đêm chung kết ngày hôm nay. Đó chính là Thanh Thảo Muội. Và ngày hôm nay Thanh Thảo quay trở lại với người bạn thân đã đồng hành cùng với cô ấy trong rất nhiều những màn trình diễn đáng nhớ tại Vietnam Idol, đó là cây đàn guitar. Và Thanh Thảo sẽ làm gì để chinh phục quý vị khán giả và các giám khảo để lọt vào top 3 của Vietnam Idol đây? Hãy cổ vũ cho Thanh Thảo Muội. Khi nhắc đến Vietnam Idol, sẽ không có gì phải hối tiếc khi nhìn lại một hành trình dài đã qua. Từ tận đáy lòng, Muội thực sự biết ơn và trân quý vô cùng khoảng thời gian qua đã có cơ hội học hỏi và trau dồi kiến thức cùng với các bậc tiền bối. Bên cạnh đó, cũng xin được cảm ơn bản thân mình vì đã không ngừng nỗ lực và cháy hết mình với đam mê, luôn vững chãi cho dù có những lúc mệt mỏi vẫn không nản chí. Và ngay tại khoảnh khắc này, bằng tất cả những nỗ lực và sự cố gắng, Muội sẽ viết nên đoạn kết cho bản thân mình tại hành trình Vietnam Idol thật đẹp và tiếp tục với câu chuyện của những đam mê, những khát vọng sau khi hành trình này khép lại. Mong rằng quý vị khán giả vẫn sẽ yêu thương Muội trong chặng đường kế tiếp nha! Có thể xem những cuốn phim mà em đang xem rõ ràng năm ấy. Em có thể ăn những món ăn mà lâu nay em vẫn đang thèm đói. Bao năm rồi ai đã mắng em, rồi trao em những tổn thương đau xót. Em có mệt không? Em khiến mình lặng sâu trong những suy tư. Đang tự làm đau chính em, rồi em có nghĩ đến gia đình không? Ai đã là người yêu quý em và trao em những thứ là cuộc sống? Em cứ nhìn em trong tấm gương, nhìn xem đôi mắt đáng thương, bóng tối vây quanh lòng em. Nhưng đừng quá vội, em còn đẹp lắm. Một bài hát có thể sẽ là một ngày khác hơn. Một bài hát cho em lắng nghe mỗi khi cô đơn. Dù cuộc sống lâu nay như em từng thấy tôi tâm bao đêm, nhưng đừng lo, bình yên sẽ luôn bên em. Mọi âu lo cũng sẽ tan mà thôi. Em cũng đừng quên trong trái tim vẫn luôn có nơi trông mong em về, nơi đang chờ em những bữa cơm, ngồi bên em luôn lắng nghe lòng em. Từ đó em nhận ra một điều, em còn đẹp lắm em ơi. Một bài hát cho em lắng nghe mỗi khi cô đơn. Dù cuộc sống
dù cuộc sống lâu nay như em từng thấy, tôi tắm màu đen. Nhưng đừng lo, bình yên sẽ luôn bên em. Cho em mượn vài trăm nỗi vui, chưa cho em một thứ gọi. Xa xăm rồi mây đen sẽ qua nhanh thôi. Em còn đẹp lắm, em ơi. Thưa quý vị, và đó chính là ca khúc Em Còn Đẹp Lắm, được sáng tác và trình diễn bởi Hồ Võ Thanh Thảo Mười. Cũng xin được cảm ơn những em nhỏ đã cùng góp phần tạo nên một tiết mục thật ấn tượng. Và Thanh Thảo lại một lần nữa cho chúng ta thấy sự đa tài của mình, là một người viết nhạc, là một ca sĩ, một nghệ sĩ trình diễn và luôn luôn mang tới những điều bất ngờ cho khán giả. Xin được chúc mừng Hồ Võ Thanh Thảo. Còn bây giờ sẽ là thí sinh còn lại của top 5 Việt Nam Idol. Đó chính là Hà An Huy, người cho thấy tiềm năng rất lớn ngay từ những ngày đầu và luôn là một trong những thí sinh được quý vị khán giả yêu mến và bình chọn nhiều nhất. Tối ngày hôm nay, Hà An Huy sẽ mang tới một tiết mục như thế nào đây? Xin được nhường lại sân khấu cho Hà An Huy. Vài giờ đồng hồ nữa thôi là hành trình của Hà An Huy tại Vietnam Idol sẽ kết thúc, và còn quá nhiều điều mà Huy chưa thể làm hết trong hành trình lần này. Nhưng không sao, Huy cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn vì nhờ Vietnam Idol mà Huy được gặp gỡ và đồng hành với tất cả mọi người. Được biết cảm giác đứng trên một sân khấu lớn thực sự là như thế nào, Huy rất vui khi đã có được những kết nối đầy cảm xúc với khán giả, có cơ hội được tâm sự và hiểu được các khán giả mong muốn điều gì từ Huy. Đêm nay là đêm cuối tại Vietnam Idol, Huy sẽ dành trọn tình cảm của mình vào từng giai điệu, gửi gắm tới mọi người cảm xúc chân thành nhất. Huy tin rằng đây sẽ là những kỷ niệm tuyệt vời nhất với mình trong âm nhạc. Sau đây sẽ là thanh âm mà Huy gửi tới mọi người, và hãy cùng Hà An Huy bước vào khoảnh khắc tuyệt vời này nhé. Chỉ muốn có ai ở cạnh bên tôi, lặng yên nghe những lời tôi nói. Có lẽ nước mắt sinh ra để dành cho tôi, tự lâu nhưng chẳng thể thay đổi, chẳng thể vỗ về bản thân mình. Tình yêu ôm cô đơn cùng lặng thinh, cần ai đó là ở bên và một giây thôi. Cho tôi mượn bờ vai, từ đâu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi, xin đi cho tôi một nụ hôn, mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá. Người lạ ơi, xin người hãy ghé môi giùm tôi, một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người lạ ơi, xin đi cho tôi một niềm vui, để lần yêu đuối này là lần cuối thôi. Mình mang trong những giấc mơ, đưa đôi tay ai đến đây, ghi chặt tâm tư. Chỉ cần người biết lắng nghe, chỉ cần người hiểu thấu nỗi buồn trong em. Một mình lại nhớ trong căn phòng, tình đầu lạnh thấu tim bao đầy, chưa quay quay chút nào. Người lạ lẽ đến bên ai rồi, tình mình vậy đã kết thúc rồi, thênh thang trong giấc mơ. Người lạ ơi, xin đi cho tôi mượn bờ vai, từ đâu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi, xin đi cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi
tôi cha đừng vội vàng quá người là ơi xin hãy nghe môi giùm tôi một lần quên lãng để tôi thanh thản người là ơi xin hãy cho tôi một niềm vui để lần yêu đuối này là lần cuối người là ơi xin hãy cho tôi một niềm vui đừng rồi tôi cha đừng vội vàng quá người là ơi xin hãy cho tôi một niềm vui để rồi tôi cha đừng vội vàng quá người là ơi xin hãy ghé môi giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản người là ơi xin hãy cho tôi một bờ vai người đón yêu đuối này là lần cuối thôi. Xin được cảm ơn vũ đoàn MT, ban nhạc Quân Nguyễn Band và chúc mừng Hà An Huy với một bản hit của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Người Lạ Ơi. Và xin mời Hà Huy sẽ cùng với top 5 của Việt Nam Idol nán lại sân khấu để chúng ta cùng lắng nghe những cảm nhận của các giám khảo với phần dự thi của top 5 Việt Nam Idol trong đêm chung kết ngày hôm nay. Xin mời các giám khảo của Việt Nam Idol ạ. Thôi em bắt đầu thôi, bao giờ chả là Mỹ Tâm mở hàng. Em mở đầu... thật ra em chưa chuẩn bị. Đang say sưa tâm tưởng là còn có quảng cáo nữa. Ai ngờ là không có quảng cáo nên là mình làm luôn. Bây giờ mình nói thiệt lòng ha, là mình rất thích nha các bạn. Mình rất thích. Thưa quý vị là như thế này, đây là đêm chung kết rồi. Cái đêm chung kết thường á là qua một chặng đường có vui có buồn, có những cái lúc mà các em sẽ rất giỏi, có những lúc mà các em sẽ có mất phong độ, có những lúc mà các em sẽ cảm thấy rằng là hôm nay giá như mình không làm như vậy hoặc là mình đã làm tốt rồi. Nhưng mà nhìn chung hôm nay chị sẽ không phân tích từng bạn gì nữa, bởi vì đã đêm chung kết rồi, tất cả các bạn đều đây là như là những cái tiết mục mà chị cho rằng là đã như là một cái phần trình diễn chứ không phải là một cái cuộc thi. Vì trong một cái chặng đường thì chúng ta đã biết được quá trình của các bạn rồi. Cho nên là từ đầu khi mà chương trình sắp xếp từ định bắt đầu bước ra vào là chị đã thấy cái sự tươi mới và rất là đúng với chương trình. Và cái bài của định chị cũng rất là thích luôn. Rất thích. Và đến sau đó là đến mình, em cũng đã chọn một cái bài cũng rất là phù hợp luôn để trong một cái đêm chung kết như thế này và rất là xúc động đúng không? Nên là chị rất là chúc mừng cả hai bạn. Bạn tiếp theo là Lâm Phúc, em vẫn giữ vững được phong độ là một người hát ballad rất hay. Là em em luôn làm được những cái điều mà những cái bạn tuổi như em rất là khó có thể mà cảm sâu được và có thể hát những cái ca khúc ballad hay như đến như vậy. Bạn tiếp theo là Muội. Muội hôm nay em đã sáng tác một bài hát chị nghĩ là nó rất là vừa tầm và nó mang lại một cảm xúc cho người xem. Em không đặt cái trường hợp là mình đi thi để mà mình đưa một cái tiết mục gì ghê gớm, nhưng mà đây là em nhất và chị rất là hoàn toàn ủng hộ cái điều đó trong cái bài hát thi cuối này của em. Và cuối cùng là An Huy. Chị nghĩ rằng là sự lựa chọn này của em thì em muốn cho khán giả biết rằng em không còn là người lạ nữa đúng không? Chị nghĩ là nó rất là vừa vặn với An Huy. Chỉ là một cái tiết mục, chị cho rằng là đây là những tiết mục rất vừa vặn với tất cả các bạn, mà vừa vặn cho một cái cuộc thi mà gọi là nhìn lại một quá trình để biết mình không còn là người lạ nữa. Chúc mừng tất cả các bạn. Xin được cảm ơn những cảm nhận của giám khảo Mỹ Tâm. Xin mời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ạ. Anh cũng thấy vậy. Tức là anh thấy cái điều quan trọng hôm nay là các em giống như là đang trình diễn chứ không phải là thi. Mà cái điều đó là điều cần nhất của chúng tôi. Đặc biệt nó rơi vào cái đêm chung kết rất là nhiều áp lực. Mà ngồi nguyên hàng đầu đó toàn mấy anh chị... anh Lâm Trường đồ. Anh Lâm Trường, xin chào anh Lâm Trường. Cũng tiếc lộ cho các bạn biết anh Lâm Trường là người đầu tiên mời mình làm show ở đầu sự nghiệp khi mình mới tốt nghiệp. Wow. Nhân đây cũng cảm ơn các tác giả cả một quá trình cuộc thi cho các em có một cái cơ hội để được hát những cái bài hát hay. Thì anh nghĩ chắc anh cũng không nhận xét, anh chỉ có một lời khuyên với các em để khi các em bước ra đời thôi. Thì anh nghĩ khi mình bước vào, bắt đầu bước vào đời trong cái sự nghiệp mình, luôn luôn cần những người đồng nghiệp hỗ trợ. Và những lúc khó khăn nhất mình cũng cần những người đồng nghiệp. Cả một cái quá trình làm nghề thì cái tình đồng nghiệp là cái điều quan trọng nhất. Anh nghĩ các em thi ở cuộc thi này có những cái cơ hội để gặp từ ban nhạc, make up cho tới các...
người lo quần áo cho các anh chị thì anh nghĩ đó là cơ hội, hãy giữ lấy và sau này sẽ phát triển ở cuộc sống, ở sự nghiệp. Xin được cảm ơn đạo diễn Quang Dũng. Chắc chắn là các thí sinh của chúng tôi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ bản thân mà cũng là cả những mối quan hệ bên ngoài nữa. Xin được mời nhạc sĩ Huy Tuấn ạ. Xuân Định và Muội, anh rất là thích cái cách các em trình diễn, không chỉ là trong cái vòng này mà còn rất là nhiều vòng trước, trình diễn cả những cái sáng tác riêng của mình. Và anh rất là yên tâm với những nghệ sĩ mà đã không chỉ sẵn sàng về phần trình diễn mà kể cả cái tác phẩm của họ cũng đã sẵn sàng ngay từ trong các cuộc thi. Thành ra là đối với Xuân Định hoặc là Muội, các em đã sẵn sàng đi ra khỏi cái sân khấu này rồi. Chúc mừng hai em. Xuân Phúc. Xuân Phúc. Lâm Phúc ạ. Xúc động quá rồi. Xuân Định. Xuân Định. Okay, Xuân, đúng không? Giống như Xuân Định rồi. Lâm Phúc là dễ nhầm là như Lâm vậy. Phúc. Lâm Phúc thuyết phục chúng tôi đến mức mà khi mà có một cái thử thách của ban giám khảo, chúng tôi cả ba đồng ý ngay lập tức là không có thử thách gì thêm nữa. Bởi vì là cứ thế Lâm Phúc thuyết phục từ vòng này qua vòng khác. Một cái việc mà tôi nghĩ rằng không phải ai cũng làm được. Bởi vì rất là nhiều vòng, Việt Nam Idol có rất là nhiều cái thử thách. Nhưng lần nào mà cũng chọn những cái bài ballad để hát thì để mà thuyết phục được như Lâm Phúc làm trên sân khấu Việt Nam Idol trong một cái dòng nhạc như thế thì chắc là chỉ có Xuân Phúc làm được. Lâm Phúc. Xuân Định, Lâm Phúc. Một tràng vào tay cho nhạc sĩ Huy Tuấn để anh tiếp tục với những cảm nhận của mình ạ. Anh ấy còn đang thích Xuân Định quá. Anh đang thích Xuân Định quá đúng không? Không, nhiều khi nhầm thế này mà mọi người sẽ nhớ Lâm Phúc nhiều hơn. Còn Hà Minh, ôi rồi ôi, đây giờ mới là cái đúng bài hát của em đó. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Chọn một điểm rơi không thể tuyệt vời hơn để chọn một cái bài hát mà ở đó em thể hiện được tất cả những cái âm vực của mình, tất cả những cái âm sắc mà gọi là đặc sắc nhất trong cái giọng của mình thể hiện, thì anh nghĩ hôm nay em tỏa sáng. Đúng. Chúc mừng em với một bài hát. Còn Hà Anh Huy, anh nghĩ rằng Việt Nam Idol, sân khấu Việt Nam Idol đã trở nên hơi bé bé với em rồi. Thành ra là anh phải hẹn em ở những sân khác, ở những sân khấu khác lớn hơn. Và anh nghĩ rằng hầu hết các bạn ở đây đều có những cái cơ hội để trình diễn ở những cái sân khấu lớn hơn Việt Nam Idol ngày hôm nay. Chúc mừng các em. Và hy vọng rằng là nhạc sĩ Huy Tuấn sẽ là một trong những đạo diễn âm nhạc của những sân khấu đó. Tôi được biết là anh luôn luôn hỗ trợ rất là nhiều những thí sinh, những người tài năng, đúng không ạ? Chắc chắn là các bạn ấy sẽ gặp lại tôi trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Có thể tháng 12 tháng nữa ở những cái sân khấu khác. Chắc chắn là như vậy luôn. Chắc chắn là như vậy ạ. Còn khoảnh khắc mà anh gọi tên Xuân Phúc thì cũng sẽ đưa vào tuyển tập những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm chung kết ngày hôm nay. Và cảm ơn các vị giám khảo của Việt Nam Idol đã chia sẻ những tình cảm hết sức chân thành. Và chắc chắn là các quý vị khán giả cũng chia sẻ những điều đó dành cho các thí sinh của chúng tôi. Và như vậy, chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ít phút để cùng biết xem ba thí sinh nào sẽ lọt vào top 3 và tiếp tục có những phần trình diễn mang tính quyết định của đêm chung kết ngày hôm nay. Nhưng trước đó, chúng ta sẽ cùng chờ đón một màn trình diễn của khách mời rất đặc biệt. Nhưng cũng trước đó nữa, xin mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Chào mừng quý vị khán giả trở lại với Việt Nam Idol. Hôm nay là đêm chung kết. Và thưa quý vị, trong suốt 5 phút đồng hồ vừa rồi thì tại trường quay đã không ngớt những tiếng gọi tên người nghệ sĩ sẽ trình diễn ngay bây giờ. Và đây cũng là tác giả của ca khúc Tình Đầu, một trong những ca khúc mà được Lâm Phúc trình bày những phút trước đó. Và ngày hôm nay, chàng nghệ sĩ trẻ tài năng này mang tới một sáng tác dành riêng cho Việt Nam Idol hoàn toàn mới. Có lẽ quý vị cũng đã đoán được cái tên này là ai được không ạ? Let's give it up for Tăng Duy Tân! Một, hai, ba, hoa cho tàn, sầu cho ta, tất cả cho nàng. Ngày em xa, tháng ngỡ ngàng, sao mất nàng lại buồn như thế. Khi em đến khúc đáy trái tim đang dại này, lúc người đi em để trên mi anh giọt sâu. Anh đang chán suốt cơn đau trong tim anh đỏ đầy, muốn ngừng suy trong đêm băng màu. Ê ê ê ê ê ê ê ê, anh đã lúc trong đêm đau này. Đừng như thế, nhưng mua sao nào.
chẳng muốn, chẳng muốn, chẳng muốn ở trong đầu. Và thế là ta bỗng nhận ra không thể quên, người sẽ nát tim ta chia làm 3, 4, 5 phần. Cất vầng trăng đem vào răng trong phòng ta, để luôn nhắc ta rằng chẳng còn ai cần thân nữa. Cảm ơn vũ đoàn Unbreakable đã hỗ trợ nhạc sĩ ca sĩ Tăng Duy Tân trong phần trình diễn vừa rồi. Và xin mời Tăng Duy Tân sẽ nán lại sân khấu. Quả thật là trong khoảng thời gian rất ngắn thôi thì thị trường âm nhạc đã quá quen với cái tên của Tăng Duy Tân với liên tục những bản hit. Và cá nhân anh thì cực kỳ thích chất âm nhạc vô cùng hiện đại của Tăng Duy Tân. Nhưng mà càng bất ngờ hơn nữa khi gặp chàng trai này ngoài đời với một visual cực kỳ bắt mắt từ sự thời trang trong ăn mặt giữa một khuôn mặt rất là baby điển trai thế này, đúng không ạ? Hãy dành một tràng vỗ tay lần nữa cho Tăng Duy Tân. Thật tuyệt vời khi có một người nghệ sĩ viết nhạc và trình diễn như Tăng Duy Tân. Và chắc chắn là các thí sinh của Vietnam Idol cũng nhìn vào em và rất là khát khao, mong muốn có được những thành công như Tăng Duy Tân. Không biết là bạn có thể chia sẻ điều gì với các thí sinh của Vietnam Idol? Đầu tiên chắc là Tân xin được phép gửi một lời chào thân ái nhất đến ba vị ban giám khảo, các quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay, cũng như các khán giả đang xem qua truyền hình, đặc biệt là các khán giả Quảng Trị ạ. Thật sự đây là một vinh dự đối với em khi mà em được đứng tại đây trên sóng trực tiếp của đài VTV3 và còn diễn ở một cái chương trình có bề dày lịch sử và uy tín như thế này. Nó là một niềm tự hào đối với em, cho nên là hôm nay thì em cũng đã mang cái bài hát mà em chưa phát hành để biểu diễn tại đây, thay cho thể hiện cái sự trân trọng của em đối với chương trình. Em xin phép được cảm ơn chương trình cũng như là công ty Cát Tiên Sa đã gửi lời mời đến em để em có thể đứng đây ngày hôm nay ạ. Còn về lời nhắn gửi năm bạn thí sinh ở trong vòng chung kết thì thật ra là đây là một trong những cái mùa mà em theo dõi nhiều nhất và em cũng đã từng đến đây để em xem trực tiếp rồi. Cho nên là cảm xúc của em có một tí gì đó rất là khá là thích thú. Và em quan sát kỹ cả năm bạn thì nếu mà để có một lời khuyên cho năm bạn thì chắc là bản thân em thì là một người mới được khán giả đón nhận vào tháng 6, tháng 7 năm 2022 thôi, và đến bây giờ là nó mới khoảng tầm 1 năm rưỡi. Và cá nhân em khi em đưa ra những cái lời góp ý thì em cũng chỉ có thể đưa được những cái thứ mà em đúc rút được trong 1 năm rưỡi qua thôi. Và cái cuộc thi này là một cái bước đà. Nó là một cuộc chiến của nhiều người để tìm ra ai là Việt Nam Idol. Nhưng mà sau khi kết thúc chương trình rồi thì chắc chắn nó sẽ là một cái cuộc thi
cuộc thi nó còn khốc liệt hơn và ở cái đường đua đấy chỉ có một mình các bạn chạy thôi. Cho nên là Tân chúc cho các bạn có một đôi tai biết lắng nghe, một ánh mắt biết quan sát và một trái tim đầy lửa nghệ thuật. Tại vì cái này là cái quan trọng nhất, khi nào còn lửa là cái đấy còn làm nghệ thuật và mới có thể đi đường dài được sau khi kết thúc chương trình. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của Tăng Duy Tân. Em xin phép thêm 10 giây nữa, cho em 10 giây nữa thôi. VTV3 là một cái đài mà gần như tất cả bà con Quảng... VTV3 là kênh mà rất nhiều bà con Quảng Trị của em xem và em cũng xem từ bé rồi. Cho nên là nhân đây em xin gửi một tình yêu đến bà con Quảng Trị nói riêng và bà con miền Trung nói chung, tại vì quê em đang bị lũ khoảng tầm 10 ngày nay rồi. Chúc cho mọi người bình yên trong thiên tai năm nay ạ. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn Tăng Duy Tân, nhạc sĩ, ca sĩ và người con của Quảng Trị miền Trung đã đến với Việt Nam Idol đêm nay. Còn bây giờ, xin được mời trở lại top 5 Việt Nam Idol với khoảnh khắc công bố kết quả. Xin mời những cái tên Hà An Huy, Hà Minh, Lâm Phúc, Thanh Thảo, Muội và Xuân Định KY. Thưa quý vị, tuần trước chúng ta đã có đêm live show thứ 6 với những ca khúc được lựa chọn từ ban giám khảo. Và hơn ai hết, các giám khảo hiểu rất rõ những thế mạnh và màu sắc âm nhạc riêng của các thí sinh. Và vì vậy, các thí sinh đều đã có những màn trình diễn rất thuyết phục. Điều quan trọng là các khán giả có bình chọn cho họ đủ nhiều để bước tiếp vào top 3 của Vietnam Idol hay không. Và ngay bây giờ tôi sẽ công bố hai cái tên dừng chân ở top 5. Và đương nhiên những người còn lại sẽ bước tiếp vào một phần trình diễn nữa. Sẽ là cái tên nào phải dừng chân tại top 5 nhưng đã có vô vàn những kỷ niệm và những dấu ấn của Vietnam Idol? Liệu đó có phải là người mà quý vị đang nghĩ hay không? Hay sẽ là một điều khiến cho không ít người phải tan vỡ trái tim? Và tôi sẽ đứng cạnh thí sinh mà có lượt bình chọn thấp thứ 2 sau đêm live show thứ 6. Và đó là thí sinh Hồ Võ Thanh Thảo. Thanh Thảo, Muội, bạn sẽ dừng chân tại top 5. Và anh tin rằng nụ cười mà em đang có trên môi là một nụ cười thực sự hạnh phúc. Vì cho đến giờ phút này thì những gì em nhận được là tất cả những tình yêu thương, sự ủng hộ và vô vàn những kinh nghiệm và những sự kết nối với Vietnam Idol. Chúc mừng Hồ Võ Thanh Thảo. Và cái tên tiếp theo sẽ dừng chân ở top 5 là thí sinh được rất nhiều khán giả yêu mến và luôn thể hiện những màn trình diễn thật trọn vẹn, đồng thời có một sự kết nối đặc biệt với khán giả. Xuân Định KY. Nói lời hẹn với em ở một khúc thanh xuân nào đó rất gần thôi. Và trên bàn giám khảo thì có, trên giám khảo có nhạc sĩ Huy Tuấn đang chắc chắn là cũng chờ mong để mời Xuân Định đến những sân khấu thật lớn, vì năng lượng của em là dành cho hàng triệu người yêu mến em. Xuân Định KY. Những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc và chắc chắn là rất nhiều những kỷ niệm của Vietnam Idol đang trào dâng trong Xuân Định KY. Xin được nói lời chào tạm biệt với hai thí sinh thật xuất sắc của chúng ta. Và như vậy, ba cái tên ở trong top 3, Hà An Huy, Lâm Phúc và Hà Minh. Chúc mừng các bạn. Và hãy để cho những thí sinh xuất sắc này chuẩn bị trong ít phút để chúng ta sẽ cùng chờ đón những màn trình diễn của họ. Lúc này đây thì không biết các giám khảo cảm nhận sao về ba cái tên đi tiếp và hai cái tên phải dừng chân ạ. Tôi nghĩ là ba cái tên đi tiếp thực sự là thuyết phục đối với bản thân tôi. Hà An Huy là một thí sinh ngay từ đầu tiên đã có những phần trình diễn rất là xuất sắc rồi.
Còn Hà Minh thì là một giọng hát phải nói là cực kỳ đặc sắc ở trong cái mùa năm nay, và rất là nhiều khán giả yêu thích cái giọng hát của bạn ấy. Và Lâm Phúc, một chàng trai vừa có cả hình cả tiếng, một hình mẫu idol mà tôi nghĩ rằng chắc chắn ấy, bạn ấy sẽ là một trong những thí sinh đầu tiên thành công sau Việt Nam Idol. Tôi nghĩ rất xứng đáng. Vâng. Còn giám khảo Mỹ Tâm ạ, thì có một sự trầm ngâm nhất định. Có phải là chị cũng đang nghĩ về hành trình của các thí sinh không ạ? Dạ, khi mà một bạn nào mà đi về Tâm cũng buồn thôi. Tại vì mình cũng có một cái quá trình với các em rồi, thì bạn nào mà chia tay thì mình cũng thấy buồn theo các bạn ấy. Nhưng mà thật ra thì đây là sự lựa chọn của khán giả. Và Tâm nghĩ rằng là khán giả cũng có những sự lựa chọn mà Tâm nghĩ là thuyết phục, như anh Huy Tuấn cũng đã chia sẻ. Và bên cạnh đó thì Tâm cũng muốn gửi lời chúc mừng đến em Xuân Định và em Thanh Thảo. Tại vì hai em đã cũng đã được rất là nhiều khán giả yêu thích. Và cái sự rời trong cái top 5 này cũng là một cái điều mà khán giả sẽ nhớ đến hai em rất nhiều. Vâng, quả thật là Đức Bảo cũng rất là xúc động khi nhìn thấy những giọt nước mắt ở tuần trước là của Thanh Thảo muội và tuần này là của Xuân Định. Bởi vì khi chúng ta rơi nước mắt mà trước sự chứng kiến của hàng triệu triệu người, đó là khoảnh khắc mà chúng ta chân thành nhất với chính bản thân mình. Và đấy cũng là một cái khoảnh khắc không thể nào quên trong cái cuộc đời nghệ thuật. Tuy còn rất ngắn ngủi nhưng mà đã đầy những sự kiện đáng nhớ của các bạn. Vậy đạo diễn Quang Dũng có chia sẻ chung cái cảm nhận đó không ạ? Dũng nghĩ thì ba em được vào top 3 thì rất là xứng đáng. Nhưng mà mình muốn nói về hai em Thảo và Xuân Định. Thì rõ ràng hai em là nghệ sĩ mà vừa sáng tác, vừa trình diễn, vừa hát. Qua các vòng của em có cơ hội giới thiệu cái bài hát của mình. Nhưng mà rõ ràng cái chương trình này là nó thiên về trình diễn, thiên về giọng hát hơn. Cho nên là tôi nghĩ qua cái chương trình này hai em đã cho một cái thị trường thấy những cái gương mặt mới, vừa sáng tác, vừa trình diễn và ngoại hình cũng rất là tốt. Chắc chắn vậy, sẽ là một cánh cửa mở toang với hai thí sinh vô cùng tiềm năng này của Việt Nam Idol. Nhưng bây giờ là lúc, thưa quý vị khán giả, chúng ta cùng quay trở lại với màn trình diễn tiếp theo của top 3 Việt Nam Idol. Và thưa quý vị, khi gần tới chặng cuối của hành trình thì là lúc mà chúng ta cùng nghĩ về những gì đã qua, về sự khởi đầu. Chúng tôi muốn ba thí sinh này sẽ hát lại những ca khúc mà các bạn ấy đã mang đến vòng audition. Nhưng chắc chắn ngày hôm nay, trên một sân khấu được đầu tư công phu hoành tráng cả về phần nghe, phần nhìn và quan trọng nhất chính là giọng hát và kinh nghiệm trình diễn của các thí sinh thì sẽ là một sự khác biệt rất lớn. Và cũng là cơ hội để quý vị khán giả nhìn nhận ra được thí sinh này có xứng đáng nhận được sự bình chọn của mình hay không. Và lúc này đây cũng xin được công bố tổng đài bình chọn của Vietnam Idol dành cho top 3 chính thức được mở ra. Hãy sẵn sàng để bình chọn cho thí sinh đầu tiên và cho đến thí sinh thứ 3. Thưa quý vị, người đầu tiên trình diễn sẽ là Nguyễn Lâm Phúc với sáng tác của nhạc sĩ Tiên Cúc Kỳ, Tâm sự cùng người lạ. Xin mời. Because I'm too lonely, lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ xuôn vào lòng chỉ riêng anh thôi. Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ. Ngày buồn rơi rơi là ngày mà em xa tôi. Đợi hoài chờ hoài mà rồi người đâu không tới. Sao em không một lời dặn trước với tôi, người ơi. Đành ngậm ngùi về nhìn từng hạt mưa bay bay. Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai. Không ai khâu lành lại, đành cứ thế đi miệt mài. Because I'm too lonely, lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng chỉ riêng anh thôi. Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ. Một người không biết gì về đôi ta. Không kêu lên nói sao anh tốt quá, sao còn yêu cô ta. Không khuyên anh nên quên hay gắt hẳn
anh đôi khi chỉ cần một người ở bên lắng nghe. Anh lại đành cứ thế đi miệt mài. Because I'm too lonely, lonely girl. 3 năm trôi qua nhanh như chớp mắt, em giờ nào có nhớ. Bao nhiêu suy tư thương đau cứ dồn vào lòng chỉ riêng anh thôi, nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ. Kể chuyện hai đứa lần đầu gặp xôn xao, quen nhau yêu thương nhau từ lúc nào, sâu đậm ra sao. Nhưng trong tim anh ký ức vẫn còn dạt dào, và anh đôi khi chỉ cần một người ở bên lắng nghe. Anh nói I'm too lonely, lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn tới sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng chỉ riêng anh thôi, nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ. Một người không biết gì về đôi ta, không kêu lên nói sao anh bốc qua, sao còn yêu cô ta. Không khuyên anh nên quên hay gắn hạt điều gì, vì anh đôi khi chỉ cần một người yêu bên lắng nghe. Anh ơi, thật may mắn cho Đức Bảo khi được đứng ở vị trí của các giám khảo và nhìn thấy hình ảnh này của Lâm Phúc, một ngôi sao ca nhạc trên sân khấu của Việt Nam Idol. Và thật là phiên bản của Tâm sự của người lạ ở vòng audition so với đêm chung kết ngày hôm nay là quá khác biệt. Đó còn là sự cộng hưởng của tài năng và sự yêu mến của quý vị khán giả. Quý vị hãy nhớ bình chọn cho Lâm Phúc để xem chàng trai này có trở thành quán quân của Việt Nam Idol hay không nhá. Và thưa quý vị, với mỗi các giám khảo thì bây giờ thì Đức Bảo xin hỏi một người thôi, điều anh thích nhất trong phần trình diễn vừa rồi của Lâm Phúc là gì? À, với Lâm Phúc có một cái giọng hát quá đẹp và rất là cảm xúc. Cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Và còn nhiều hơn thế, với những ai yêu mến chàng trai này, hãy cùng chờ xem kết quả bình chọn sẽ như thế nào. Còn bây giờ, hãy cùng đến với Hà Minh. Hình ảnh của Hà Minh đã thay đổi thật nhiều, quá nhiều sự biến hóa, cả về tạo hình cũng như là những phần thể hiện trên sân khấu. Nhưng càng về chặng cuối thì Hà Minh càng tìm thấy được chính mình và luôn thể hiện rất tốt, cho dù đó đề bài của ban giám khảo hay là do chính mình lựa chọn. Chính vì vậy, thể hiện một lần nữa ca khúc Giữa Đại Lộ Đông Tây, một sáng tác nữa của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, thì Hà Minh chắc chắn sẽ coi đây là cơ hội để chinh phục hàng triệu khán giả. Hãy cùng đến với phần trình diễn của Hà Minh, nhưng hãy cùng chờ đón những điều bất ngờ. Hà Minh luôn luôn là một người biết làm thế nào để mang tới những phần trình diễn này. Và ngày hôm nay trong phần chuẩn bị cho trang phục thì Hà Minh có chia sẻ với tôi rằng là hôm nay cô ấy đã không còn là Hà Minh của buổi audition nữa rồi. Hà Minh của audition thì có rất nhiều khán giả, chắc là các giám khảo cũng nhớ, và chính các giám khảo cũng nói là trang phục này có vẻ hơi là lạ hay sao, chưa phù hợp lắm với lứa tuổi. Nhưng còn Hà Minh thì rất là kiên định, bởi vì cô ấy biết còn rất nhiều những điều bất ngờ mà Hà Minh chuẩn bị cho đêm trình diễn ngày hôm nay. Và không ngờ tới là chung kết của Vietnam Idol có sự xuất hiện của Hà Minh, đặc biệt là ở top 3. Vậy thì bây giờ còn chờ đợi gì nữa ạ? Hãy cổ vũ cho Nguyễn Hà Minh! Dòng người vẫn đang
ăn bánh góc phanh nơi đèn đường, đêm tay chờ còn 3 giây đến sai, và em nói yêu anh. Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất, em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi, trong tay khẽ ôm từ sau là nơi ấm tan vào nhau. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi, giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay, giữa đại lộ đông tây. Sau đèn đường như em nếp anh, hát vu vơ bình bồng mấy câu chàng đầu không đuôi em viết. La 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 la, lắng nghe nhịp đập con tim lướt nhanh từ câu hát yêu anh. Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất, em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi, trong tay khẽ ôm từ sau là nơi ấm tan vào nhau. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi, trái đất vẫn cứ xoay cuộc đời mai đây chẳng biết thế nào, nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi, vẫn sẽ mãi nắm tay mặc kệ trời mây có thay có đây, nhưng em vẫn mong em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi, trong tay khẽ ôm từ sau làn hơi ấm tan vào nhau. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Hành trình của Nguyễn Hà Minh đã thực sự rất trọn vẹn, là một sự trưởng thành rất nhiều của phong cách trình diễn, của những cách xử lý ca khúc. Và rất là muốn được nghe, cảm nhận điều mà chị thích nhất trong phần trình diễn vừa rồi. Giám khảo Mỹ Tâm dành cho Hà Minh ạ. Tâm thì lúc nào cũng thích giọng của Hà Minh rồi, nên giờ hỏi Tâm thì cũng vậy. Tại vì Tâm thấy là Hà Minh có những cái yếu tố rất là đặc biệt khi trở thành một cái người nghệ sĩ, một ca sĩ, thì có âm sắc giọng hay, và cái sự hồn nhiên của bạn ấy trong cái việc hát á, làm cho mình cảm giác rằng là đây sẽ là một người nghệ sĩ, và bạn ấy sẽ, Tâm nghĩ là bạn sẽ rất là thành công nếu mà bạn đi được một cái con đường mà biết được mình là ai và mình hát cái gì hay nhất đó. Thì Tâm nghĩ rằng là Hà Minh, nếu mà Tâm không biết, nhưng mà Tâm thấy là hình như là vô tình hay như thế nào đó, bạn ấy hát nhạc của bạn Hứa Kim Tuyền rất là hợp. Hầu như là thấy nhiều bài của Hứa Kim Tuyền là bạn ấy đều hát rất hợp. Không biết là có cơ duyên nào cho hai bạn đã gặp nhau không? Việc mà Hứa Kim Tuyền có mặt ở sân khấu ngày hôm nay có lẽ cũng là một điểm báo trước cho một cái sự hợp tác. Có lẽ chưa là rất là biết đến hai được, anh em nhưng đây. Mà Tâm nghĩ rằng nếu mà có sẽ rất là tuyệt. Vâng, chắc chắn là tới một nhạc sĩ. Không có. Hay cảm ơn quá. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Bởi vì rõ ràng là với một người nhạc sĩ thì sẽ rất là cần những niềm cảm hứng và theo dõi một cô gái mới tuổi đôi mươi trình diễn vô cùng thuyết phục như vậy, thì chắc chắn là một nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cũng cảm thấy những niềm cảm hứng để sáng tác thêm những ca khúc, đúng không ạ? Yeah. Và bây giờ thì sẽ còn một thành viên nữa thôi của top 3 Việt Nam Idol
Hà An Huy ạ. Có lẽ là Hà An Huy đã là một trong những thí sinh luôn được yêu mến nhiều nhất của Vietnam Idol kể từ vòng audition. Khả năng của Hà An Huy không chỉ dừng lại ở việc sáng tác mà còn biến hóa trong cách trình diễn. Dĩ nhiên, đã có rất nhiều lần các giám khảo giúp cho Hà An Huy có thể nhận ra mình còn làm được nhiều hơn thế, đúng không ạ? Với Hà An Huy thì chắc là chị Mỹ Tâm cũng có những lời rất là muốn động viên bạn ấy trước khi thể hiện phần trình diễn cuối cùng của Vietnam Idol. Tâm nghĩ là Huy cũng là một thí sinh mà Tâm cũng rất là yêu mến như Hà Minh. Vì bạn ấy vừa có cái tố chất sáng tác được nè, vừa có thể hát được và có một cái khuôn mặt làm cho mọi người cảm rất là dễ mến. Và Tâm nghĩ rằng là nếu như mà Huy bạn ấy tự tin và em hãy là em nhất và là tự nhiên là mình nhất thì em sẽ thành công. Đó là bí quyết của em. Hoàn toàn đồng ý với giám khảo Mỹ Tâm. Có lẽ Đức Bảo cũng như là quý vị khán giả cũng đều cảm nhận là sự tự tin luôn luôn nằm ở trong từng những chuyển động cơ thể và những câu hát của Hà An Huy, và cả sự chắc chắn nữa. Điều này có lẽ cũng đến từ việc có một cái truyền thống về âm nhạc trong gia đình. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của Hà An Huy chính là việc cùng với mẹ của mình trình diễn một ca khúc trực tiếp trong đêm live show của Vietnam Idol, đúng không ạ? Còn với nhạc sĩ Huy Tuấn thì Hà An Huy liệu có sớm được anh cộng tác trong tương lai không? Nếu tôi không nhầm, hình như là tôi đã có lời đề nghị với Hà An Huy ngay từ cách đây vài ngày. Có một sự hợp tác rất sâu. Wow. Thêm một chút nữa đi ạ. Anh sẽ mong muốn điều gì từ chàng trai trẻ này khi bước ra khỏi Vietnam Idol? Thực ra thì ngay từ những cái vòng đầu tiên, Hà An Huy đã cho có một cái sự chín chắn ở trên sân khấu. Bạn ấy rất là chắc chắn. Những cái bài hát của bạn ấy trình diễn, lý do chúng ta cảm thấy bạn ấy rất là tươi tắn và tự nhiên ấy, là bởi vì là âm nhạc của bạn trong ấy cơ thể. Chảy trong cơ thể. Yeah. Nó rất là tự nhiên. Yeah. Thành ra là tất cả những cái phần trình diễn của bạn ấy đều rất là thuyết phục. Kể cả bạn ấy có gặp những cái trở ngại về vấn đề trình diễn trên sân khấu hoặc là vũ đạo hay là gì đó thì bạn đều rất là giải quyết được cái vấn đề đấy bằng cái sự tự tin ở trong giọng hát của mình, bằng cái sự xử lý tinh tế của mình. Vâng, xin được cảm ơn hai giám khảo Huy Tuấn và Mỹ Tâm. Vậy còn với Diễm Quang Dũng, vâng, đến lượt tôi là hơi nhịn một chút tên Mỹ Tuấn. Lại một khoảnh khắc đáng nhớ. Mỹ Tâm. Mỹ Dũng. Chắc là hai giám khảo chờ mãi. Còn anh Nguyễn Quang Dũng ạ, có điều gì mà Hà An Huy cần phải làm thật là tốt hơn nữa để là một nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu xuất sắc? Cái mà tôi thích nhất của nơi Hà An Huy đó là cái tâm hồn. Khi mà em trình diễn, mình có cảm giác, mình cảm nhận được cái chuyện đó. Mình thấy em có trong một cái thế giới riêng của mình, từ tiết tấu tới lời bài hát tới giai điệu. Nhìn những cái từ cái nhíu mày hay là những cái động tác rất là nhỏ thôi. Cái trình diễn đó, nó phải có trong cái thế giới của Huy. Thì khi Huy tự tin đó, thì cái thế giới nó mới thật. Thật sự, còn khi mà nào em không tự tin á thì giống như nó hơi bị lạc ra. Cho nên cái điều quan trọng là em phải giữ được cái thế giới của mình. Yeah. Thế giới riêng của mình. Nhưng mà phải nói thêm một chút là lý do vì sao mà chúng tôi lại có một cái nhiều những cái lời tâm sự trước cái tiết mục của Hà Huy là bởi vì là câu giờ các bạn ạ. Thành ra là có một chút dàn dựng. Cảm ơn sự chân thành của nhạc sĩ Huy Tuấn. Đương nhiên tất cả những lời đó đều rất là chân thành và đi từ trái tim và sự quan tâm của các giám khảo dành cho Hà An Huy. Nhưng rõ ràng là trong một đêm chung kết, thưa quý vị, rất mong quý vị thông cảm bởi các tiết mục được diễn ra liên tục và kết quả cũng đều không được biết trước. Vì vậy mọi sự sắp xếp trên sân khấu cũng phải theo những diễn biến thực tế của chương trình. Và chính vì vậy chúng ta mới có một chương trình truyền hình thực tế Vietnam Idol luôn hấp dẫn và chiếm trọn được trái tim của quý vị khán giả. Còn bây giờ sẽ là ca khúc Rơi, sáng tác và trình diễn bởi Hà An Huy. Sang một góc đời người, hương dương đã nhạt màu. Có mấy khi anh lại nhớ về người, nhớ một thoáng nụ cười. Xa tầm tay thật rồi, đôi mình không còn gần nữa. Nhưng anh tin vào phép nhiệm màu, như ngày xưa mình từng đi dạo quanh nơi cũ, tay nhẹ đàn mái tóc nhớ nhung em thêm vào.
như xa ngã theo nhịp chân em bước bước đi vô tận, chờ một ngày mai đến với nhau, chờ một ngày em tới ôm anh thế thôi. Cho dù anh vẫn nhớ tới em, người bỏ qua đi hết yêu thương ta trao dấu đau tận cùng. Nắm tay em thật xa, tình mình như hoa ở phía trên mây đôi cao. Ngày hoa rực rỡ thì em rời đi, vậy còn rừng hoa trao ai? Nắm tay em thật xa, tình mình như hoa ở phía trên mây mây đôi cao. Bóng ước đọc hát lại nay. Thôi chờ một ngày mai đến với nhau, chờ một ngày em tới ôm anh thế thôi. Chờ một ngày mai đến với nhau, chờ một ngày em tới ôm anh thế thôi. Cho dù anh vẫn nhớ tới em, người bỏ qua đi hết yêu thương ta trao. Những tiếng hô tên Hà An Huy vang vọng trong sân khấu của Vietnam Idol. Như vậy là top 3 của chúng ta đều đã trình diễn một lần nữa những ca khúc đã mang họ đến với Vietnam Idol ở vòng audition. Và bây giờ thì muốn được nghe cảm nhận của các giám khảo. Chúng tôi biết là đã hỏi các anh chị những cảm nhận từ trước phần trình diễn, nhưng bây giờ mới thực sự được lắng nghe những cảm nhận như một khán giả được lắng nghe các nghệ sĩ trình diễn ạ. Tôi nghĩ là vào luôn tiết mục của Hàn Huy đi. Chắc chắn là một trong những cái bài hát mà được nhớ tới nhất trong cái mùa Việt Nam Idol năm nay. Và nó cũng chính là cái single mà tôi nghĩ rằng nó sẽ rất là được phổ biến, viral và trend sau Việt Nam Idol. Chính là bài hát Rơi của Hàn Huy vừa rồi. Wow. Với một cái phần phối khí mới rất là xu hướng và hấp dẫn. Còn phần trình diễn của Hà Minh có một chút trục trặc một chút, nhưng mà bạn ấy cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều với cái sự trục trặc đấy. Và đó là cái dấu hiệu của một nghệ sĩ đã trưởng thành qua cái mùa Việt Nam Idol năm nay. Và đấy là cái bản lĩnh của bạn ấy với một cái giọng hát cũng rất là đặc biệt, một trong những giọng hát đáng nhớ nhất của Việt Nam Idol. Yeah. Và Lâm Phúc thì tôi cũng đã nói nhiều rồi. Lâm Phúc chính là một trong những cái thí sinh sẽ thành công nhanh nhất sau mùa Việt Nam Idol năm nay. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Huy Tuấn ạ. Chắc là mời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đi ạ. Tôi nghĩ rõ ràng thì ba em có ba cái chất khác nhau. Và mỗi đối tượng khán giả sẽ vote cho mỗi cái chất mà mình thích. Tôi nghĩ bây giờ ai thích chất nào thì vote cho người đó thôi. Còn tôi sẽ vote trong bí mật cái người mà mình thích. Quả là cuộc đua của ba chú Tuấn Mã, mỗi người một vẻ đúng không ạ? Tâm thấy rằng là đây là ba tiết mục phải nói là xuất sắc của ba bạn trong cái vòng này, rất xuất sắc, phải nói là rất xuất sắc nha các bạn.
Và chị rất là vui, bởi vì chị rất là lo. Lo là bởi vì không biết là mình sẽ trình diễn thế nào. Bởi vì đây cũng là cuối cái chặng cuối rồi các bạn, biết không? Rồi khán giả người ta theo mình bao nhiêu lâu nay rồi mà mình làm không tốt thì sao? Nên chị cũng rất là lo lắng. Nhưng mà tụi em làm rất là tốt luôn. Và hôm nay thật sự là chúc mừng Phúc vì em đã kiếm được con đường của mình. Chúc mừng Hà Anh Huy. Và vì em cũng tìm lại được bản thân em. Bởi vì sao? Hôm nay chị thấy chị rất là chờ đợi cái bài hát mà em sáng tác. Em phải sáng tác và em phải hát bài mà em viết. Nó rất là hay, rất là tự nhiên và rất là đẹp. Cho nên là em phải giữ điều đó. Chị rất là chúc mừng. Còn Hà Minh, em vẫn luôn hay như vậy. Và em cần phải mạnh dạn hơn nữa. Tiến bước mạnh dạn hơn cho chị nữa. Để trở lên thành công. Và chị chắc chắn là ba em sẽ thành công trong tương lai. Xin được cảm ơn những lời dặn dò của các giám khảo dành cho top 3 của chúng ta. Chúc mừng Hà An Huy, Hà Minh và Lâm Phúc. Lúc này đây cũng xin được trân trọng công bố tổng đài bình chọn đã đóng lại. Kết quả bình chọn quý vị khán giả tìm ra quán quân của Việt Nam Idol sẽ được công bố trong ít phút nữa. Cùng với đó là những màn trình diễn rất đặc biệt. Xin quý vị đừng chuyển kênh, Việt Nam Idol sẽ trở lại ngay. Chào mừng quý vị khán giả trở lại với đêm chung kết Việt Nam Idol. Chúng ta đang trực tiếp trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và lúc này đây chúng tôi muốn mời quý vị hãy nhìn về phía bàn của các giám khảo Việt Nam Idol. Chỉ còn lại hai người đàn ông rất điển trai, đầy quyền lực, và đó là nhạc sĩ Huy Tuấn và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Chiếc ghế còn lại cũng đã biến mất và giám khảo còn lại thì đang lùi vào trong sân khấu, chuẩn bị một điều đặc biệt dành cho những ai yêu mến cô ấy và những khán giả đồng hành với Việt Nam Idol trong suốt thời gian qua. Nhưng đó là việc của những phút tiếp theo. Còn bây giờ, trên sân khấu của Việt Nam Idol sẽ là sự trình diễn của một trong những niềm tự hào cũng đã từng có thời gian đến với Việt Nam Idol. Nhưng trong suốt 15 năm qua thì cô ấy đã liên tục khẳng định vị trí là một trong những nghệ sĩ, một trong những thần tượng âm nhạc hàng đầu mà giới trẻ luôn luôn yêu mến. Hãy cùng chào đón phần trình diễn đặc biệt của Đông Nhi. Nhau em lặng im lặng nghe. Có lẽ do thế gì nên ta không chung một đường. Ai mong bất tử vương lặng nhìn một.
một người thương. Amen. Love with him. Pháo hoa đẹp nhưng lấy lỡ một mình. Pháo hoa đẹp không giống như đôi mình. Những hạt màu lấp lánh trên bầu trời chỉ như mưa rơi dài. Giờ vẫn hát yêu vội mà không cần cùng lời. Chỉ còn tóc em dài thôi tóc nhau rồi bời. Anh trên đã sông mở trời vơi mà sao lưu luyến mất trời. Có một người vẫn yêu một người chẳng yêu mình dù chút thôi. Vì có một người đi tìm giấc mơ từ đời một người đánh rơi. Có một người vẫn yêu một người chẳng yêu mình dù chút thôi. Chỉ có một người đi tìm giấc mơ dù đây một người đánh rơi. Tình yêu ta như pháo hoa tan mê nắng chẳng tan cay thức vội vàng. Đoàn kết còn ta giữa một trời pháo hoa. Bản hit Người Ôm Pháo Hoa, một sáng tác của giám đốc âm nhạc D-Tap. Xin được dành một tràng pháo tay cho dàn nhạc Two Soul. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ trong dàn nhạc. Có thể thấy là rất nhiều các khán giả là fan hâm mộ của Đông Nhi đã có mặt ở trong trường quay ngày hôm nay. Có quá nhiều điều để mà hỏi về bí quyết làm sao mà Đông Nhi vẫn luôn trẻ đẹp, quyến rũ. Giọng hát thì ngày càng nội lực và luôn luôn là tâm điểm trên sân khấu rồi. Vậy không nói về chuyện là đã từng ở Việt Nam Idol nữa, mà nói chuyện ngày hôm nay ở đây là một thần tượng âm nhạc của biết bao người. Vậy với top 3 Việt Nam Idol, Đông Nhi có cảm thấy thích những gì các bạn ấy thể hiện không? Chỉ trong đêm chung kết thôi cũng được. Xin cho phép Đông Nhi xin được gửi lời chào đến hai vị ban giám khảo đang ngồi ở dưới ạ. Xin chào anh Huy Tuấn ạ, xin chào anh Nguyễn Quang Dũng và xin được gửi lời chào đến chị Mỹ Tâm, một người rất là đặc biệt đối với sự nghiệp âm nhạc của Đông Nhi ạ. Mặc dù là chị không có ngồi ở đây nhưng mà Nhi biết rằng là chị vẫn nghe thấy những gì Nhi nói. Vâng ạ, và xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ, lời chào trân trọng nhất ạ. Thật sự là cái cảm xúc của em lúc này nó rất là đặc biệt, rất là có một cái chút gì đó nó hồi hộp và mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình được đứng trên sân khấu này. Bởi vì là lúc nãy như là anh có chia sẻ thì là Nhi cũng đã từng là một trong những người đăng ký tham gia vào cuộc thi Việt Nam Idol lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Dạ, lúc đó thì Nhi tham gia cùng với một người bạn rất là thân thiết của mình. Và ngày hôm nay bạn ấy không có ngồi dưới lại. Nào ca sĩ Hoàng Tôn ạ. Thế thì biết bao nhiêu những kỷ niệm và cảm xúc vừa về. Dạ. Tôi cũng hiểu được sự xúc động của bạn đấy. Vâng ạ, thật sự là tuy rằng là Nhi rớt từ vòng dưới xe. Dạ. Nhưng mà đó là những cái gì mà Nhi cảm nhận được rằng là mình đã có những cái bài học vô cùng là quý báu. Để mà mình hiểu được rằng là cái con đường mình đi cần phải có những gì. Mình phải kiên trì hơn, mình phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn, nhiều hơn rất nhiều. Để mà mình có thể chạm đến cái ước mơ của mình. Và ngày hôm nay khi mà đứng ngay trên sân khấu này, lắng nghe những bạn thí sinh trong top 3 của Vietnam Idol, thì Nhi cảm nhận rằng là các bạn mới hiện nay rất là giỏi. Các bạn ấy có một cái nguồn năng lượng cực kỳ là tuyệt vời. Và Nhi chỉ có một cái điều mà Nhi muốn chia sẻ với các bạn. Đó chính là, Nhi nghĩ là cái điểm xuất phát của các bạn đã hơn Nhi rất là nhiều. Khi mà ngày hôm nay các bạn đang có mặt ở trong top 3 của chương trình Thần Tượng Việt Nam, đang tìm kiếm những thần tượng mới, thì Nhi tin chắc rằng là đây là một cái sân chơi, một cái khởi đầu mà các bạn ấy phải cố gắng nắm giữ và sẽ phát huy hết mình để mà có thể đạt được đến cái ước mơ của mình. Và đúng như là những gì mà hồi nãy chị Tâm nói thì chắc chắn là các bạn sẽ thành công ở trong tương lai. Và
chúc cho tất cả quý vị và các bạn sẽ thưởng thức được một đêm âm nhạc thật là tuyệt vời. Xin được cảm ơn nữ ca sĩ Đông Nhi. Rất mong sẽ còn gặp lại nhiều những màn trình diễn của Đông Nhi tại Việt Nam Idol. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin cảm ơn ạ. Và thưa quý vị khán giả, sau phần trình diễn vừa rồi của Đông Nhi thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại một người quen nữa, có một mối lương duyên đặc biệt với Việt Nam Idol. Đã từng là thí sinh của Việt Nam Idol vào năm 2012. Đã từng có một màn trình diễn rất đặc biệt tại Việt Nam Idol cũng từ rất lâu rồi. Sau đó thì chàng trai này đã không bao giờ dừng lại. Và giờ đây là một trong những nghệ sĩ, ca sĩ trình diễn hàng đầu và có số lượng fan đông đảo hàng đầu Việt Nam. Người ta hay gọi những người này là Sky. Tất cả những điều đó sẽ đến sau ít phút giải lao. Quý vị đừng chuyển kênh nhé, Việt Nam Idol sẽ trở lại ngay. Ta-da!
mượn câu của Sơn Tùng này. Tay đâu, tay đâu? Tay đâu, tay đâu? Wow, welcome back, bro. Chào mừng Sơn Tùng NTP trở lại với Việt Nam Idol sau 10 năm. Mối lương duyên này không bao giờ có thể cắt đứt được. Và chắc chắn là trở lại đây ngày hôm nay với những khuôn mặt quen thuộc và cả những gương mặt rất mới. Nhiều cảm xúc lắm đúng không Tùng? Dạ vâng, chính xác anh ạ. Rất là nhiều cảm xúc. Và lời đầu tiên có lẽ cho Tùng xin phép gửi lời chào đến ba vị ban giám khảo, đến anh, đến tất cả những khán giả đã có mặt trong buổi tối hôm nay và tất cả những ai đang theo dõi chương trình Việt Nam Idol qua màn ảnh nhỏ. Lời chào trân trọng và thân thương nhất. Và giây phút này Tùng thực sự cảm thấy rất là xúc động và Tùng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất dành đến cho Việt Nam Idol, tại vì đã cho Tùng có một cơ hội được đứng trên sân khấu ngày hôm nay, được sống lại khoảnh khắc mà Tùng đã từng có với Việt Nam Idol. Và em ở ngày hôm qua vào năm 20 bao nhiêu ta? Em nhớ là 10 năm trước thì phải. 10 năm trước. Và thực sự là đứng trên sân khấu này Tùng đang cảm thấy rất là xúc động. Và Tùng rất là biết ơn những gì mà Tùng đã và đang có cho đến tận giờ phút ngày hôm nay. Tùng cảm ơn mọi người rất nhiều. Và trong khoảnh khắc này Tùng cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến một trong những người anh, người thầy đầu tiên trong cuộc đời của Tùng. Đó là nhạc sĩ Huy Tuấn ạ. Không anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ có Sơn Tùng MTP của ngày hôm nay. Em cảm ơn anh rất nhiều. Và trong khoảnh khắc này thực sự là Tùng cũng muốn thủ thỉ và chia sẻ đôi điều với các bạn thí sinh. Tùng nghĩ là bước vào đêm chung kết ngày hôm nay thì chắc là chúng ta không cần phải nói quá nhiều về tài năng hay là một cái sự gọi là quá là nổi trội các bạn nữa, tại vì nó quá là rõ ràng rồi. Không như ông Tùng trượt ngay vòng gửi xe, nghe chán lắm. Có vẻ như trượt từ vòng gửi xe sẽ khiến cho chúng ta có trở thành những ngôi sao hàng đầu hay sao? Cái đấy thì em không nhận nhá. Đông Nhi cũng nói thế. Em nghĩ chắc là thôi mình không có duyên với cuộc thi thôi anh ạ. Nhưng mà dẫu sao chăng nữa thì tất cả những gì mà các bạn thể hiện nó quá là tuyệt vời. Và hôm nay Tùng nghĩ là dù kết quả đêm nay có như thế nào chăng nữa thì tất cả các bạn cũng đã là những người chiến thắng trong lòng của tất cả khán giả ở đây đúng không ạ? Vâng ạ, và hơn nữa có một cái điều mà Tùng thực sự rất là ngưỡng mộ, đó là sự chiến thắng của chính của bản thân mình. Và Tùng nghĩ rằng ở trong đó thì chắc chắn sẽ có một vài bạn tự hỏi bản thân mình rằng không hiểu tại sao mình có thể bước được vào vòng chung kết như thế này. Đó, và Tùng nghĩ rằng sự chiến thắng bản thân mới là điều quan trọng nhất đúng không ạ? Vâng ạ, và Tùng nghĩ rằng đêm nay thực ra không phải là đêm chung kết, đêm nay là đêm vinh danh dành đến cho tất cả các bạn thí sinh của chúng ta. Sau bằng đấy những sự nỗ lực mà các bạn đã bỏ ra thì đêm nay là đêm của các bạn. Và Tùng mong rằng các bạn sẽ mãi giữ cho mình được sự nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc và kế thừa được những cái tinh thần tuyệt vời và những cái bài học vô cùng giá trị trong suốt một cuộc hành trình với Việt Nam Idol. Và sau đó tìm được chính bản thân mình và tạo ra thật nhiều những điều tuyệt vời dành đến cho tất cả khán giả và đặc biệt là những ai đã yêu thương, tin tưởng và ủng hộ các bạn từ những ngày đầu tiên, tại vì họ xứng đáng với điều đấy ạ. Cảm ơn rất là nhiều và Tùng xin chúc những sự may mắn đến với tất cả các bạn. Và cuối cùng là một câu nói mà Tùng luôn nói ở bất cứ nơi đâu và Tùng xuất hiện ở bất cứ nơi đâu mà câu ngắn thôi, đó là xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn Tùng MTP, cảm ơn rất nhiều. Sơn Tùng MTP, thưa quý vị, xin được cảm ơn. Cảm ơn ạ. Quý vị có còn sức để hò reo cổ vũ nữa không ạ? Bởi vì ngay bây giờ sẽ là một trong ba vị giám khảo của Việt Nam Idol. Nhưng ngày hôm nay thì cô ấy không chỉ là một giám khảo, không chỉ là người tận tâm luôn theo sát hành trình và đưa ra những góp ý cho các thí sinh, mà còn là thần tượng của những thần tượng. Sẽ là một nữ ca sĩ giám khảo Mỹ Tâm với một phần trình diễn đặc biệt. Let's give it up for Mỹ Tâm! Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu, đừng trách em vì sao giấc mơ tàn màu, đừng hỏi em vì sao ngày đôi ta bắt đầu một chiếc hôn nồng sâu đã đưa ta về. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau
xa trong em. Anh đã đi thật xa để em lại buồn yên. Hỏi em giờ xa, giờ em như thế nào. Đừng cố va vào nhau nỗi đau ngày nào. Đừng trách em vì sao lặng im trong nỗi sao. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Ngày tháng trôi qua thật mau, giờ chúng ta cũng xa nhau. Em vẫn không thể quên lá thư nằm trên gối, dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại. Anh chỉ là cái nói dối khi em tin anh thay đổi, đừng khiến con tim.
Chị Mỹ Tâm mà tất cả chúng ta đã mong chờ được nhìn thấy kể từ lúc chị xuất hiện tại Việt Nam Idol. Phải nói thật rằng là ban tổ chức và Đức Bảo đã chủ bị trước, đã tưởng tượng trước nhưng vẫn không thể nào nghĩ được là sân khấu lại rung chuyển và ồn ào bởi tiếng hò reo đến như vậy, phải không quý vị? Đừng hỏi em cô ấy là ai. Là ai ạ? Trời ơi. Wow. Thêm một con số thú vị là chị là ca sĩ đầu tiên có ca khúc tự sáng tác mà đạt được 100 triệu view trên các nền tảng đấy. Đấy là ca khúc Đừng Hỏi Em. Vậy sắp tới những fan của Mỹ Tâm có điều gì mong chờ từ thần tượng của mình ạ? Có ca khúc hay là sáng tác nào mới không ạ? Bật mí ngay đi ạ. Vâng, cảm ơn anh Bảo. Cho Tâm chia sẻ xíu xíu là em rất là vui khi mà diễn trước mặt anh Dũng với anh Tuấn nha. bao nhiêu ngày là chỉ có được ngồi đó thôi, nhưng mà hôm nay là em được ở đứng đây rồi. Và trong cái đêm chung kết như này nên Tâm cảm thấy rất là vinh dự. Và Tâm rất là cảm ơn tất cả khán giả đã dành thời gian xem Việt Nam Idol trong từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ. I love you. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn ba mẹ đã cũng coi con nữa. Và thưa Tâm, không phải là ca sĩ đầu tiên, nhạc sĩ đầu tiên nữ mà được 100 triệu view, hình như có một vài bạn nữa đó. Và theo Tâm nghĩ là vậy. Và Tâm nghĩ rằng là được 100 triệu view như vậy là một cái niềm vui lớn, rất là xúc động khi mà khán giả nghe nhạc của mình. Và Tâm nghĩ rằng là không có lý do gì mà khi bắt đầu chạm mốc 100 triệu view thì Tâm sẽ ra bài hát mới. Tâm sẽ có ca khúc mình sáng tác để gửi lại, đáp lại tình cảm của khán giả. Nhưng mà quý vị chờ Tâm chút xíu, chắc khoảng tuần sau nữa hay gì đó, khi nào mà được thì I love you, I love tất cả quý vị và các bạn. I love you and we love you, Mỹ Tâm. Thank you so much. Cảm ơn Mỹ Tâm rất nhiều. Và xin mời giám khảo ca sĩ Mỹ Tâm trở lại với vị trí trước bàn giám khảo của mình. Một giây phút có lẽ là vô cùng đặc biệt trong đêm chung kết ngày hôm nay. Và giám khảo Mỹ Tâm, ca sĩ Mỹ Tâm cũng là nghệ sĩ trình diễn đặc biệt cuối cùng của đêm chung kết ngày hôm nay. Quả là một cái kết thật là đẹp, đúng không ạ? Nhưng những giây phút quan trọng nhất của đêm chung kết bây giờ mới tới. Chào mừng top 3 Việt Nam Idol Hà An Huy, Hà Minh và Lâm Phúc trở lại với chúng ta. Và đêm chung kết đã chứng kiến màn trình diễn một lần nữa của top 3 với những ca khúc đã được các bạn mang đến trong vòng audition. Hà An Huy với một sáng tác của chính mình, ca khúc Rơi. Hà Minh là Giữa Đại Lộ Đông Tây, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Và Lâm Phúc là Tâm Sự Cùng Người Lạ của nhạc sĩ Tiên Cookie. Và không có bất cứ điều gì để có thể góp ý thêm được nữa cho những người đã rất sẵn sàng để chinh phục thị trường âm nhạc Việt Nam. Các bạn chính là những niềm tự hào của Việt Nam Idol 2023. Còn với các khán giả, họ đã có một khung thời gian cực kỳ ngắn, không phải là một tuần, mà chỉ trong 30 phút ngắn ngủi để bình chọn cho thí sinh mà các bạn tin rằng sẽ là quán quân của Việt Nam Idol năm nay.
Và đã có một thí sinh nhận được số lượng bình chọn 43,7% được ghi nhận bởi hệ thống bình chọn trực tiếp của Vietnam Idol. Và đó là cái tên quán quân của chương trình năm nay. Tôi sẽ mở phong bì này và xem tên của ai ghi ở trong mảnh giấy quan trọng nhất. Theo quý vị, ai sẽ là quán quân của Vietnam Idol 2023, thần tượng âm nhạc thế hệ mới? Có phải chỉ có thể là Lâm Phúc như banner đã ghi không ạ? Hay có phải là Hà Minh vô địch như cái biển hiệu của một bạn thí sinh vừa giơ lên không ạ? Và có ai đang cổ vũ Lâm Phúc với những biển hiệu của cổ vũ không ạ? À, gấu ơi, cố lên! Có thể nói rằng là ai là quán quân cũng thực sự là một chiến thắng rất thuyết phục, bởi các bạn đã cho thấy tài năng, tinh thần của những chiến binh và đương nhiên lượng khán giả ủng hộ đông đảo, một yếu tố vô cùng quan trọng để các bạn sẽ tiếp tục một chặng đường rất dài phía trước cho con đường âm nhạc của mình. Và xin được công bố thí sinh đã nhận được lượt bình chọn là 43,7% sau phần trình diễn của top 3 và trở thành quán quân Vietnam Idol, thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Xin được gọi tên Hà An Huy. Hà An Huy là thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới, người chiến thắng của Vietnam Idol năm nay. Chúc mừng em. Có lẽ là cần phải nhiều hơn là Đức Bảo hay Lâm Phúc hay Hà Minh để kéo được Hà An Huy đứng dậy. Hãy cùng nhìn lại khuôn mặt mà quý vị đã bình chọn. Đôi mắt một mí, nụ cười dễ thương và tài năng âm nhạc đã được chứng minh bởi chiến thắng này. Cũng xin được chúc mừng Hà Minh và Lâm Phúc, những thí sinh xuất sắc trong top 3 của chúng ta. Vẫn còn những điều bất ngờ phía trước, nhưng trước tiên xin được mời trở lại trên sân khấu top 10 của Vietnam Idol. Thưa quý vị khán giả, ngay bây giờ chúng tôi xin được trao những phần quà và những phần thưởng để ghi nhận những thành công của các thí sinh top 10 Vietnam Idol. Xin mời ông Phạm Long Hải, đại sứ thương mại của ISOTA, và ông Trần Hoài Nam, giám đốc kinh doanh G-Mobile toàn quốc sẽ lên trao kỷ niệm chương cho top 10 Vietnam Idol. Thưa quý vị, trên sân khấu là 10 gương mặt xuất sắc của Vietnam Idol năm nay. Và mỗi bạn sẽ nhận được một kỷ niệm chương từ ông Phạm Long Hải, đại sứ thương mại của ISOTA, và ông Trần Hoài Nam, giám đốc kinh doanh G-Mobile toàn quốc. Hy vọng rằng những kỷ niệm chương này sẽ được đặt ở những góc đẹp nhất, sang trọng nhất trong những không gian riêng tư của các thí sinh top 10 Vietnam Idol, và sẽ là một kỷ niệm thật đẹp trên con đường hoạt động nghệ thuật của các bạn sau này. Một tràng pháo tay cho top 10 Vietnam Idol. Xin được cảm ơn ông Phạm Long Hải và ông Trần Hoài Nam. Sau đây xin mời lên trao những phần thưởng cho top 5 của Vietnam Idol. Xin mời bà Võ Thị Lê, đại diện nhà tài trợ tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí Corona Phú Quốc, lên trao quà top 5.
dường như mới chỉ hôm qua chúng ta còn nhìn thấy 60 thí sinh chập chững bỡ ngỡ, ngày hôm nay đã là top 5, top 3 và rồi là quán quân của Việt Nam Idol. Thật sự rất xúc động. Và chúng ta đã thấy rằng đây thực sự là một sân chơi âm nhạc đầy uy tín và cũng là cái nôi của những nghệ sĩ tài năng hàng đầu Việt Nam. Chúc mừng top 5 Việt Nam Idol. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn bà Võ Thị Lê, đại diện Tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí Corona Phú Quốc. Và xin mời bà Chu Thị Lan Hương, trưởng phòng marketing tập đoàn Sun House, sẽ trao phần thưởng cho top 5. Xin trân trọng kính mời bà Chu Thị Lan Hương, trưởng phòng marketing tập đoàn Sun House. Xin được cảm ơn bà Võ Thị Lê. Xin mời top 5 sẽ đón nhận phần quà từ nhà tài trợ tập đoàn Sun House. Xin chúc mừng top 5 với phần quà tới từ tập đoàn Sun House. Và cũng xin mời bà Chu Thị Lan Hương cũng sẽ trao phần quà của tập đoàn Sun House cho quán quân Hà An Huy của chúng ta. Chúc mừng Hà An Huy, quán quân Việt Nam Idol. Xin được cảm ơn bà Chu Thị Lan Hương, trưởng phòng marketing tập đoàn Sun House. Và ngay bây giờ để trao thưởng cho top 3, xin mời bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam Viettravel lên trao phần quà cho top 3. Xin trân trọng kính mời. Xin mời top 3 sẽ đón nhận những phần thưởng tới từ nhà tài trợ Viettravel. Chúc các bạn sẽ có những chuyến du lịch và những kỷ niệm thật đáng nhớ trong những chuyến đi này nhé. Một tràng pháo tay cho những phần quà rất ý nghĩa này. Xin được cảm ơn bà Huỳnh Phan Phương Hoàng tới từ Viettravel. Tiếp theo xin mời bà Nguyễn Thị Việt Nga, giám đốc marketing Casper Việt Nam, sẽ nên trao những phần quà từ nhà tài trợ cho top 3. Xin mời những phần quà từ Casper Việt Nam. Chúc mừng quán quân Hà An Huy và hai thí sinh top 3 Hà Minh và Lâm Phúc, hai á quân của Việt Nam Idol. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Việt Nga, giám đốc marketing Casper Việt Nam. Và ngay bây giờ xin mời các giám khảo của Việt Nam Idol sẽ tiến lên sân khấu trao cúp và giải cho top 3 Việt Nam Idol. Một lần nữa hãy dành tràng pháo tay cho giám khảo Mỹ Tâm, giám khảo Nguyễn Quang Dũng và giám khảo Huy Tuấn. Những chiếc cúp là hình tượng của những chiếc mic, là những người bạn không thể tách rời của những ca sĩ, những nghệ sĩ trên sân khấu. Đây chắc chắn sẽ là một phần thưởng vô cùng vinh dự và sẽ là một lời chúc cho những hành trình tiếp theo đầy ắp những thành công của ba thí sinh này, đặc biệt là quán quân Hà An Huy. Xin được cảm ơn các giám khảo và tiếp theo xin mời ông Trần Việt Hưng, phó tổng giám đốc T-Mobile và ông Lương Hồng Sơn, giám đốc T-Mobile Thành phố Hồ Chí Minh lên trao giải thưởng cho top 3 của chúng ta
hai á quân và quán quân của Việt Nam Idol. Những con số rất lớn tưởng thưởng cho những nỗ lực và thành công của các bạn trong hành trình Việt Nam Idol. Một tràng pháo tay cho top 3 của chúng ta. Xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Việt Hưng, Phó Tổng Giám đốc T-Mobile và ông Lương Hồng Sơn, Giám đốc T-Mobile Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các giám khảo của Việt Nam Idol. Và thưa quý vị khán giả, vẫn còn một ca khúc nữa sẽ được cất lên trên sân khấu của đêm chung kết Việt Nam Idol ngày hôm nay. Quán quân của chúng ta, chàng ca sĩ, nhạc sĩ Hà An Huy, đã là một truyền thống không bao giờ có thể mất đi được của Việt Nam Idol. Người thắng cuộc sẽ có ngay một ca khúc chiến thắng. Và lần này bạn ấy sẽ trình bày ca khúc này với chính tác giả của ca khúc. Hãy cùng chào đón quán quân Việt Nam Idol 2023, Hà An Huy, cùng với thần tượng của những thần tượng, ca sĩ giám khảo Mỹ Tâm, với ca khúc do chính ca sĩ Mỹ Tâm sáng tác cho khoảnh khắc đặc biệt này, The Light. Xin mời. Tiếng khóc trong lòng nhói đau vô tận. Những lúc ấy, liệu ai có thấu cho mình nữa chăng? Chỉ có ta, bóng dáng này. Đến một lúc, tự lòng mình hỏi trên đời có ai yêu mình? Cứ tìm kiếm điều gì tha thiết khi đời giá băng. Chỉ có ta, bóng dáng này. Dù biết cuộc sống đều đâu chỉ mang giấc mơ ngọt ngào, và ta tập quên những thứ cay đắng xót xa ngày nào. Thôi giờ ta phải quên niềm riêng với trái tim yêu mềm. Ta sẽ không yêu mềm. Hãy bước ra nơi mà ta nhận thấy yêu thương tự do. Dù trái tim này tan vỡ thì ta vẫn vui và ta vẫn cười trước mắt người. Gạt hết đau thương này đi, vui đi chờ chi, hạnh phúc đang chờ ta dễ ngàn muôn tiếng ca và sẽ anh đến. Cho dù mai điều gì có đến ta cũng vẫy tay đón chào. Đó là lúc bình minh sẽ đến xua tan bóng đêm. Ra, môi sẽ cười. Dù biết cuộc sống đâu đâu chỉ mang xót xa ngọt ngào, và ta tập quen những thứ cay đắng xót xa ngày nào. Thôi giờ ta phải quên niềm riêng với trái tim yêu mềm. Ta sẽ cứ vui đi chơi.
mà ta nhận thấy yêu thương từ giờ cho. Giữa trái tim này ta vẫn đi, ta vẫn vui và ta vẫn cười, chẳng phải cười. Gặp lại nhau thân này đi, hãy cứ vui đi chờ đi. Hãy không cần chờ ta gì. Cũng là những con người thành công nhất của Việt Nam Idol, top 10 Việt Nam Idol, quán quân Hàn Huy. Xin được cảm ơn các giám khảo Mỹ Tâm, giám khảo Huy Tuấn và giám khảo Nguyễn Quang Dũng. Cảm ơn ban nhạc Quân Nguyên Band. Xin được cảm ơn ekip hậu trường, cảm ơn tất cả những kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng, những con người ở đằng sau hậu trường đã làm nên thành công của Việt Nam Idol năm nay. Và đặc biệt xin được cảm ơn tất cả khán giả đã đồng hành với chúng tôi trong hơn vài tháng qua. Việt Nam Idol rất thành cảm ơn quý vị và rất mong sẽ còn được gặp lại quý vị trong những mùa tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.